Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bông Sản. Em là Điền đây, hiện tại em Điền đang có mặt ở tại thị trấn Phước Bổ, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Vị trí em Điền đang đứng thì dường như là ở ngay trung tâm rồi anh chị, dân cư rất là đông. Nay em Điền có một lô đất chủ gửi bán thì nằm ngay thị trấn luôn ha, trung tâm luôn ha. Mà giá bán chưa tới 1 tỷ đồng anh chị, đất thổ cư. Đó. Trước khi đi vào review lô đất thì em Điền sẽ chia sẻ sơ về cái cung đường mà em Điền đang đứng quay này. Thì hiện tại em Điền đang đứng ở trên trục đường Huỳnh Minh Thành anh chị ha. Trục đường này là trục đường chính kinh doanh sầm uất ở thị trấn Phước Bửu đó anh chị. Đó, như cô chú chị có thể thấy trên màn hình này. Đó, như bên này có kinh doanh xe máy, giao hàng tiết kiệm, rồi tạp hóa và những cái kinh doanh nhỏ lẻ khác rất là nhiều anh chị đó. Và hướng trước mặt mà em Điền đang quay đây thì mình đi sẽ giao với lại quốc lộ 55 anh chị nha. Thì quốc lộ 5 đó mình có thể đi Sài Gòn và đi thành phố Bà Rịa vân vân, nói chung là thông thường đó, mình đi ra ngoài vòng xoay Ba Tô đó, mình rẽ trái đó, mình sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh, và mình rẽ phải thì mình sẽ đi suối xuống là suối nước nóng Bình Châu cũng như là biển Bình Châu rồi anh chị ha. Đó, và cũng như đi được Bình Thuận luôn đó. Ra ngoài vòng xoay đó thì gặp ngay công viên Hồ Ba Tô rồi anh chị. Nói chung là trung tâm hành chính thì nằm ngoài đó đó. Và hướng ngược lại đây ha, hướng ngược lại đây thì mình đi thẳng xuống luôn, thẳng một đường luôn ha, là mình đi xuống gặp ngay ngã tư biển Hồ Tràm anh chị. Vị trí này mà đi xuống biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó là 7 đến 8 cây số thôi anh chị, tương đối là gần ha đó. Và đặc biệt nữa, cái vị trí này cũng tương đối là gần cái rừng nguyên sinh ha. Rừng nguyên sinh đó thì nó rất là lớn anh chị. Rừng nguyên sinh đó có tên, mang tên là Phước Bửu Bình Châu đó. Thì sở dĩ nào có tên gọi đó là nó, con rừng này nó sẽ nối dài từ đầu huyện tới cuối huyện, cũng như là nằm ngay thị trấn đây và kéo dài xuống xã Bình Châu anh chị ha, nên là nó có cái tên đó. Thì cái rừng đó rất là lớn anh chị ha. Nói chung là cái khí hậu mà của huyện Xuyên Mộc cũng nhờ được mát mẻ được nhờ cái rừng đó chị đó. Xuống khoảng vài trăm mét thôi, khoảng 200-300 mét thôi là mình gặp ngay cái chỗ đó rồi ha. Và xuống đây gặp ngay cái hồ sông Kinh đó chị. Cái hồ sông Kinh đó tương lai thì nó sẽ làm một cái công viên bờ hồ, và quy hoạch dưới đó có quy hoạch, nói chung là khu vui chơi giải trí công cộng vân vân, nói chung là làm hoành tráng lắm, cũng bự và to đẹp, cũng như là cái công viên tương lai sẽ như công viên Hồ Bà Tô bây giờ anh chị ha. Đó, rất là tiềm năng đó. Rồi em Điền cũng không có nói dài dòng nữa anh chị ha. Thì bây giờ cái bất sản mà em Điền muốn giới thiệu thì cách cái cung đường này khoảng là hơn 100 mét thôi. Đây anh chị đi vào cung đường này ha. Hiện tại bất động sản mình thì đi vào cung đường này, đường bê tông anh chị, rộng khoảng là 3,5 m đến 4 m anh chị ha, đường ô tô anh chị nha. Rồi em Điền đã có mặt tại cái vị trí bất động sản của mình rồi anh chị ha. Đó, thì ngoài từ cô chú chị có thể thấy đó, từ ngoài đầu đường em Điền quay đi quay vào trong đó thì trên hai bên đường thì nhà dày, nói chung là nhà san sát luôn chị ha, nhà dân cư rất là đông đó. Hồi nãy em Điền từ đây đi vào này, nói chung là bất động sản mình thì chỉ có một con đường này đi vào thôi đó, đi qua chút xíu nữa thôi, nếu mà đường này mà thông á thì đi qua chút xíu qua một cái nhà này thôi là mình thông ra cái đường rất là bự bên này ha. Đó, nếu mà thông như vậy thì quá tốt cái do bất động sản mình đó. Thì đây anh chị, hiện tại bất động sản mình thì em Điền sẽ nói những cái thông tin cơ bản về bất động sản của mình ha. Trước mắt là cái diện tích ha, diện tích của mình là đang có diện tích là ngang 6 m đó, từ cái rào này qua anh chị, từ này rào này qua bên trụ đây đó, ranh mốc rõ ràng ha. Đây là ranh mốc của địa chính cắm mới bán xong này, tức thì luôn này đó. Ngang là 6 m và sâu vào trong á là 38, gần 39 m tới cái bờ tường đó anh chị ha. Đó, bất động sản mình thì tương đối là vuông vức anh chị đó, và đứt bằng phẳng ha, nói chung là cao ráo so với đường một chút xíu thôi. Đức thì nói chung là đức mình thì cũng không có gì để nhiều để nói ha. Có sẵn là 60 thổ cư, đang là đức trống thôi. Đó. Và cái phần quan trọng là cái vị trí của mình ha anh chị ha. Vị trí của mình thì
Như đường mình thì đường cục nó hơi bất tiện một chút xíu, nhưng mà được cái là giá đang rao bán cực kỳ rẻ và đang kẹt anh chị ha. Thị trường Phước Bủ mà để tìm một bất sản mà dưới 1 tỷ thì rất là khó luôn ha. Đó, như em Điền đã nói đầu video đó. Thì thôi bây giờ em Điền quay lại vấn đề chính là cái vị trí của mình ha. Vị trí của mình này cách những cái trường học này, trường học như gần đây này. Đó, bên bên phía này ha, sẽ có một cái trường học tiểu học bên này ha. Mình đi khoảng vài trăm mét thôi. Mình đi hơi vòng tí chút xíu ha, đi ra đường này mình đi hơi vòng chút xíu. Nhưng mà đi đường chim bay á, đi trường chim bay khoảng vài trăm mét đấy thôi, và trường học, trạm y tế. Đó. Vân vân, nói chung là những cái tiện ích tiện nghi thì đi loanh quanh bán kính khoảng 500 mét là có đầy đủ anh chị ha. Như ở ngoài đầu đường thì có tạp hóa rồi này kia đầy đủ rồi. Đó, không thiếu bất cứ gì rồi anh chị. Đó. Thì và tới và đây là con đường này, con đường đi vào bất động sản của mình này là đường bê tông. Đó. Nói chung là tương lai thì thị trấn hiện tại là đang nâng cấp những cái cung đường ha, đường xá rất là nhiều. Đó thì chắc là cũng trong năm này sẽ đường này sẽ làm lại hoàn toàn mới anh chị ha. Đó, đường thì hiện tại là đang xuống cấp một chút xíu nhưng mà không vấn đề. Đường này ô tô đi thoải mái anh chị. Đó. Đường khoảng rộng khoảng là 3 mét rưỡi 4 mét đó. Đó, ô tô đi thoải mái luôn, đi tới Đức quay đầu vô tư ha. Thì hiện tại đường bê tông thì chỉ làm tới ngay khúc này thôi. Và Đức mình thì tới ngay khúc này thì lại ngưng làm bê tông. Đó. Thì lý do là trước nhà nước làm thì lúc mà nhà này đã có, nói chung là dân cư đã có nhà ở đây rồi nên mà người ta làm bê tông tới đây, tới đây thì là đất trống nên là người ta không có đổ tới nữa. Nhưng mà bất động sản mình là có đường hiện hữu, có trên sổ đàng hoàng nha anh chị nha, đường nhà nước đàng hoàng. Đó thì mai mốt nhà nước cũng sẽ làm thôi à. Đó. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó 2 tiếng đồng hồ thôi anh chị. Huyện Xuyên Mộc mình thì nằm cuối của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì giáp phía bên Bình Thuận anh chị ha. Đó thì mình đi cao tốc xuống thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 cây anh chị ha. Đó. Thì bây giờ cung đường Bà Rịa Vũng Tàu thì làm dường như là hạ tầng giao thông ở dưới này rất là tốt anh chị, đâm ra là cái về với cái việc mà mình di chuyển á, đường xá rất là rộng nên là mình di chuyển rất là nhanh anh chị ha. Một bất sản mà giá bán là 990 triệu ha, chưa tới 1 tỷ đồng mình sở hữu được bất sản mà nằm ngay trung tâm thị trấn ha, và dân cư xung quanh rất là đông ha. Và vị trí này thì xuống biển Hồ Tràm cũng gần đó chị ha, khoảng 7 7 đến 8 cây số thôi là xuống được xuống biển rồi. Đó. Nói chung là cô chú chị có thể là mua bất động sản này mình để đầu tư, hoặc là mình có thể là xây dựng một cái căn nhà để mà cuối tuần mình có thể về nghỉ dưỡng và có nơi mà để mình đi du lịch này kia đó anh chị ha. Đó. Thì hiện tại đang có 60 thổ cư thì mình có thể lên thêm thổ cư được ha. Về cái vấn đề quy hoạch là đang quy hoạch sạch thì Đức ở tại đô thị đó, mình có thể lên thêm thổ cư. Đó. Hiện tại là có sẵn 60 thổ cư rồi thì mình có thể là xây nhà 60 mét vuông, còn phần còn lại mình có thể là làm vườn tược thêm ha. Đó. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất sản này thì liên hệ em Điền nha, em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất sản này. Thì chỉ nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng anh chị ha. Rồi em Điền cũng xin được dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình những clip sau. Xin chào.